Hello mọi người. Không biết có ai vào chưa nè. Em thấy có một vài người là đang bắt đầu xem rồi đó. Xem nào. Đấy. Thì Xin chào mọi người. chắc đang giờ nghỉ trưa là mọi người đang rảnh rang ha. Không biết là mọi người đã ăn cơm chưa? Ăn cơm rồi thì tranh thủ vào tâm sự về làn da cùng với Trang và bạn Yến, trưởng phòng kinh doanh của Lamercy nào. Hôm nay là mọi người sẽ được CEO thì Trang và Yến chia sẻ bí quyết để có một làn da mà mình nói phải nói là làn da như nữ thần. Đối với lại sản phẩm Lamercy thì mọi người trước Tết thì mọi người thấy cái sự launch rất là rầm rộ và mọi người cũng đăng ký mua rất là nhiều, cho nên là cái lô hàng đầu tiên về là hơn 5.000 sản phẩm, cho mỗi một mã thì đã nhanh chóng lên đường trong vòng đúng một tuần launch. Cho nên là trong suốt cái quãng thời gian vừa qua thì cũng dính vào cái đợt Covid nên là cái việc mà nhập hàng cũng rất là khó khăn, vì vậy cho nên là bị đứt hàng khá là lâu. Nhưng mà rất là may mắn thì ngày hôm nay chính thức là lô hàng khủng mới đã vừa cập bến, và Trang cùng với lại em Yến, trưởng phòng kinh doanh của Lamercy, ngay lập tức phải live stream cũng như là review về sản phẩm cho mọi người ngay lập tức. Để mà nhắc lại cái thời điểm mà sản phẩm vừa launching và phải nói là bộ phận kinh doanh là rất là vất vả thời điểm đó, bởi vì là quá tải đơn. Tới bây giờ là cũng may mắn là chị Trang là đã Nhập hàng về restock ngay lại rồi để đảm nhập bảo hàng em về là ngay có thể khẩn cấp là để cho lại tiếp tục các chị em lại được sở hữu các cái bộ sản phẩm làm trắng da thần kỳ này. Và ngày hôm nay thì Trang cũng xin giới thiệu với mọi người bạn Yến là trưởng phòng kinh doanh của Lamercy, sẽ hỗ trợ Trang trong thời gian sắp tới. Yến sẽ cái tần suất mà Yến xuất hiện ở trên Lamercy sẽ chắc là sẽ dày đặc hơn Trang, vì Yến sẽ hỗ trợ Trang để trả lời các giải đáp những cái thắc mắc câu hỏi của các bạn về làn da cũng như về cách hướng dẫn sử dụng sản phẩm trong thời gian tới. Thì có gì là mọi người hỗ trợ nha. Xin chào mọi người, em là Yến, rất vui và được vinh hạnh được chị Trang tin tưởng giao cho vị trí là trưởng phòng kinh doanh của Lamercy. Trong vòng thời gian tới là Yến sẽ gặp mọi người nhiều hơn để giải đáp các thắc mắc và tư vấn cho mọi người. Rất mong là mọi người ủng hộ sản phẩm của Lamercy nha. Rồi, Rồi, em thấy mọi người cũng bắt đầu xem xem đông đông nào, rồi đấy chị. cũng đông mọi người vào rồi đó, chúng ta chuẩn bị tâm sự về làn da thế nào. Đúng rồi. Ngày hôm nay thì buổi livestream này, thứ nhất là Trang muốn hướng dẫn cho mọi người về cái cách sử dụng sản phẩm của bộ trắng da mà đã làm mưa làm gió trong thời gian vừa qua trên thị trường, cũng như là Trang sẽ người thực vực thực trải nghiệm cái bộ sản phẩm Lamercy trắng da này trên đúng cái cơ thể của Trang, một cái làn da rất là đen vì vừa rồi vừa mới đi quay YouTube ở trên Đà Lạt về, đang bắt đầu có dấu hiệu bị bắt nắng. Và tiếp theo nữa là có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn là chương trình mini game mà ngày hôm nay công ty của Lamercy, bạn Yến sẽ đại diện để thông báo chương trình với mọi người để gửi tặng món quà nho nhỏ đến các bạn tham gia trong livestream này nhé. Thể loại chơi mini game rất là đơn giản thôi các bạn ạ. Chỉ có 3 bước thôi là các bạn đã có thể là có quà rồi. Bước thứ nhất đó là các bạn hãy vào Bay Lamercy và like fanpage. Bước thứ hai, khi các bạn đang xem livestream này thì các bạn hãy comment số yêu thích của các bạn từ 0 đến 99 bất kỳ, và tag tên ba người bạn vào livestream này nhé. Bước thứ ba là các bạn hãy share livestream này trên trang cá nhân của các bạn hoặc là các hội nhóm, mà phải share với chế độ công khai thì mới được tính nha. Nếu và cuối chương trình này là chị CEO Trang sẽ bốc thăm ra ba con số, có nghĩa là ba bạn sẽ được nhận quà. Phần quà rất hấp dẫn đó là sản phẩm Lamercy Hydro Flux, nó sẽ làm cho làn da bạn được tái tạo ngay lập tức nè, căng bóng và mướt mát. Sản phẩm Hydro Flux này hình như sau khi cái thời gian launching thì được giới trẻ đang ví như là một cái nước thần Đúng cho rồi làn chị. da, đúng không Yến? Dạ đang Tại đúng vì chị, có là được. rất nhiều các feedback, tại vì cũng có đọc trộm các cái feedback trong inbox Và là trên các đấy. diễn đàn làm Đúng đẹp rồi. là em này là mưa làm gió luôn đó. Đúng rồi. Và trị giá của em này tới 1.780.000. Đấy, bạn nào hãy nhanh tay chúng ta cùng tham gia trong livestream này một cái mini game nho nhỏ nhưng mà món quà thì cũng rất là to to nhá. Trị giá 1.700.000 với lọ dưỡng da Hydro Fruit. Đâu Duy nhở? Duy cho mượn cái lọ Hydro đi.
để show cho các bạn chúng ta cùng nhanh tay đăng ký với mini game này. Và hôm nay cái buổi live stream này sẽ có chỉ có thời lượng trong vòng 20 phút còn lại thôi, cho nên là các bạn hãy nhanh tay đăng ký cũng như là tham gia cái mini game này, vì nếu mà mình bỏ qua cơ hội 20 phút thôi, bạn không đăng ký tham gia mini game này bằng cách like page Lamercy, thả số từ 0 đến 99 để con số may mắn của mình, cũng như là share và tag 3 người bạn ở chế độ công khai, thì mình sẽ bỏ qua cái cơ hội được sở hữu chai nước thần Lamercy này đó nha. Hồi nãy hình như là chị Trang là quên nói sơ về cái quá trình mà chị Trang mang Lamercy vào Việt Nam. Là một sản phẩm độc quyền tại Việt Nam. Chắc chắn rồi, mọi người đã biết rồi. Đối với Trang thì là một người rất yêu cầu cao về làm đẹp. Trang là một người rất cầu toàn về làm đẹp, cũng như là chăm sóc da và ăn uống thì Trang rất là kỹ tính. Và đặc biệt là tất cả những cái gì về chăm sóc da thì Trang đều là cái người mà trước khi mình đưa đến cho khách hàng thì mình phải là cái người trải nghiệm đầu tiên. Và Trang rất là kỹ tính trong cái việc mà lựa chọn sản phẩm, mà Trang chấm là number one. Thì khi mà Trang kết hợp và làm nhà phân phối độc quyền của thương hiệu Lamercy Hàn Quốc này về Việt Nam, thì Trang đã vất vả trong vòng 3 năm qua để làm mọi thủ tục là đại lý chính thức cũng như là nhà phân phối của Lamercy ở Việt Nam, thì cũng rất là khó khăn. Nhưng cái hay nữa là đối với lại cái sản phẩm làm trắng da của Lamercy này thì mọi người cứ yên tâm mà trao gửi làn da cho Trang. Tại vì mọi người cũng biết Trang là CEO của Lavender by Trang, là một thương hiệu về làm đẹp tại thị trường Việt Nam trong suốt 15 năm qua. Và không phải nói gì, nhưng mà thực sự đây cũng là một cái niềm động lực cũng như là niềm động viên nho nhỏ đối với Trang. Đó chính là một chút thành quả là trong suốt quãng thời gian 15 năm hình thành Lavender by Trang, thì Trang đã có những cơ hội để làm thay da đổi thịt cho các ngôi sao lớn như là Ngọc Trinh, Angela Phương Trinh, hay là Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, diễn viên ca sĩ Quỳnh Nga. Thì đấy cũng là một cái niềm tự hào nho nhỏ của Trang. Và cũng dựa vào cái kinh nghiệm thay đổi làn da cho các ngôi sao lớn cũng như là hàng triệu phụ nữ Việt Nam, thì Trang rất thấu hiểu cái làn da của người châu Á. Chính vì thế khi Trang đưa thương hiệu Lamercy về Việt Nam là Trang đã hiểu được những cái khó của làn da người châu Á cũng như là cái mà người phụ nữ châu Á mình cần. Chính vì thế nên bộ sản phẩm Lamercy này chính là một cái bộ sản phẩm 5 trong 1 để giải quyết tất cả những vấn đề về làn da. Thứ nhất là căng bóng này, ẩm mịn này, cung cấp độ ẩm này, chống nắng này, và làm bật tông cho làn da và phục hồi tái tạo cho những làn da của những bạn nào mà đi biển về mà mình bị cháy nắng giống như Trang ngày hôm nay. Thế cho nên là mọi người hãy yên tâm để mà trao gửi làn da cho Trang và Lamercy mọi người nhé. Nghe chị Trang nói mà bị cuốn thực sự luôn á, cảm giác là rất là tâm huyết cho cái sản phẩm này. Chắc chắn rồi đó. Chị có nhớ là sau đợt mình launching á, là feedback của khách hàng nhận lại là trắng, thứ nhất á là cảm giác là trắng sâu từ bên trong, trắng thật mà còn trắng khỏe. Thứ hai nữa là có rất là nhiều khách hàng họ nhắn tin, họ nói là họ ở xa quá, họ không có thời gian và đến Lavender để trải nghiệm cái dịch vụ tắm trắng mà best seller của Lavender. Thì khi họ mua trọn bộ 4 sản phẩm này về là họ cảm giác giống như là họ đang mang Lavender về nhà luôn. Đúng rồi. Và khoảng là nếu mà người ta xuyên á, khách hàng người ta xuyên là người ta chỉ sử dụng trong khoảng 10 đến 20 phút, xuyên nữa thì để lâu nữa 30 phút là đã có một làn da trắng mật tông xuất sắc tại nhà rồi. Mọi người ơi, mọi người biết sao không? Tại vì như này, khi mà Trang quyết định phân phối độc quyền cho mỹ phẩm Lamercy, là một dòng mỹ phẩm chuyên về skincare và chuyên về làm trắng bật tông nhanh cho làn da, thì cái điều mà Trang chăn trở nhất bao nhiêu năm đó chính là đối với thương hiệu Lavender by Trang thì không xa lạ đối với lại giới trẻ cũng như là các chị sành điệu rồi. Thì mọi người đều biết rằng thương hiệu Lavender by Trang là một thương hiệu có tên tuổi trong về làm trắng và trị nám cho làn da số 1 bây giờ. Thì có phải đến hàng chục triệu chị em phụ nữ ở các tỉnh, ví dụ như là ở miền Tây, Bến Tre, hay là các chị em mà ở rất là xa, ví dụ như là Gia Lai hay là Hải Phòng, Quảng Ninh, những chị em ở Móng Cái, rất rất nhiều các chị em ở các vùng miền, mọi người không có thời gian để đến hai chi nhánh của Lavender by Trang
là Hà Nội và Sài Gòn để mà tắm trắng. Tại vì đối với lại tắm trắng thì mình cần phải đi thời gian là một tuần một lần, liên tiếp trong vòng 10 lần thì mình mới sở hữu được một làn da như ý. Thế thì có rất nhiều chị em mong muốn để đến được Lavender, cũng như là đến Lavender rồi nhưng mà không có thời gian để mình đi tiếp liệu trình vì quá bận rộn và ở xa nữa. Cho nên là các chị em đã bỏ lỡ cái cơ hội cũng như là không chăm sóc được làn da của mình để đẹp được như ý. Chính vì vậy nên là với sứ mệnh chăm sóc làn da cho chị em Việt Nam và mang đến cho chị em một cái làn da trắng mịn như nữ thần, thì Trang đã đưa thương hiệu La Mercy về với các chị em. Nên là các chị em yên tâm khi mà mình sử dụng với 4 sản phẩm thần thánh này của La Mercy thì các chị sẽ có một làn da đẹp tựa nữ thần nhé. Có thể nói đây, cái quan điểm của chị Trang cũng là thay đổi suy nghĩ của Yến luôn về cái việc mà tắm trắng, chăm sóc da để trắng hơn. Tại vì trước đây là Yến nghĩ là các sản phẩm tắm trắng hay là trắng da là thường nó sẽ không có lợi cho da của mình. Nhưng mà chị Trang là đã thuyết phục và cho thấy quá trình mà chị, lúc mà vừa biết chị là tới đây cũng 2-3 năm, là cũng là thời điểm đó là chị đã bắt đầu là tìm tòi để nghiên cứu về sản phẩm này rồi. Và khi mà mình đã trải nghiệm thật sự thì mình nghĩ mình nên mang những sản phẩm làm đẹp mà nó an toàn để chia sẻ đến cho mọi người. Và giống như là da của Yến là may mắn nó cũng đã trắng sẵn, nhưng mà để trắng hơn nữa thì nó cũng khá là khó. Và mình kiểu phải tự tin về làn da mà nhìn nó không phải kiểu trắng kem. Với lại nhiều lúc mà mình đi tiệc hoặc là mình đi chụp hình ở ngoài trời, mình thích mặc những cái bộ hai dây mà mình, người phụ nữ mình hay cái bị là, một là mình lái xe này, cái bàn tay của mình nó sẽ bị đen sạm sạm này, cái phần từ cái phần này xuống là mình hay mặc áo sát nách này, hoặc là áo ngắn tay thì mình sẽ bị đen hơn người, hoặc là cái phần cổ, phần chữ V này thì hầu hết là mình đều bị sạm và đen. Chính vì thế cho nên là mặc dù là một làn da của ai có đẹp hoặc có trắng cỡ nào đi chăng nữa nhưng sẽ không tránh khỏi cái việc mà sạm nám do ánh nắng mặt trời xâm hại. Chính vì thế cho nên là chúng ta phải liên tục chăm sóc da cũng như là bảo vệ, cũng như là gọi là bảo trì cái làn da của mình, đừng có bỏ bê nó. Đó. Hay là bây giờ mình test luôn không chị? Chắc chắn rồi. Vì mình phải test luôn chứ, vì ngày hôm nay là mọi người thấy da của Trang so với da em Yến nè. Chị đó, không biết là camera có quay lại gần được không nha. Vì da của Trang với da của em Yến bây giờ là mọi người nhìn thấy rằng là cực kỳ lệch tông. Bình thường ấy là da của Trang trắng bằng da em Yến. Nhưng mà chị Trang mới đi Đà Lạt phải 4 ngày để quay YouTube. Trang vừa đi Đà Lạt 4 ngày để Trang quay YouTube, cũng như là đi bay qua các cái thung lũng mà Trang không hề che chắn, cũng không hề chống nắng một cái gì cả. Vì Trang là một người làm ra làm mà chơi ra chơi. Có nghĩa là khi mà đi chơi thì Trang cũng chơi hết mình. Nên là Trang giang ra khỏi trời nắng luôn, và Trang cũng không cần che ô, che dù gì cả. Nhưng mà bản chất là chị tự tin bởi vì có La Mercy rồi. Chị biết chị đi về là La Mercy vào là chị có trắng lại như thường thôi. Những bạn nào mà đã theo dõi Trang thì mọi người đều biết rằng là Trang đi biển thì Trang cũng rất là thoải mái mặc bikini, hay là Trang không hề che chắn một cái gì cả, và Trang rất là thích đi biển. Hầu như là tháng nào Trang cũng đi biển. Mà cũng may mắn là mình nhờ có Lavender by Trang trong suốt 15 năm qua, cứ mỗi lần đi tắm biển về mà cháy nắng thì lại đến Lavender khoảng 2 buổi thì Trang lại phục hồi da ngay lập tức. Nhưng bây giờ thì Trang vừa có Lavender và vừa có La Mercy, nên là Trang sẽ sẵn sàng thách thức nắng luôn mọi người ạ. Chuẩn. Đây, trên tay Yến là sản phẩm bodybuilding, và là sản phẩm sẽ được chị Trang testing trên tay luôn để rồi cho mọi người thấy như thế nào nhé. Rồi, trước tiên là như này. Đây là sản phẩm body peeling, thì như em Yến đã giới thiệu thì ngày hôm nay Trang sẽ chắc là sẽ review luôn ha. Dạ đúng rồi chị. Trang sẽ thực hiện tắm trắng trên cái tay của Trang và một chút cái cổ của Trang, nhưng mà chắc cái cổ thì hơi khó ha. Em nghĩ là chị tích lên phần tay là ok rồi đó. Tại vì như này mọi người, Trang muốn review và chứng thực cho mọi người nhìn thấy rằng là cái sản phẩm của La Mercy này nó hiệu quả cũng như là rõ rệt như thế nào. Nhưng mà chắc chắn rằng là ngày hôm nay mình nhìn thấy rằng là Trang vừa mới đi nắng về, da rất là đen, và Trang không hề có bôi bất kỳ một cái gì lên da cả, để cho mọi người nhìn thấy rằng là sau khi mình sử dụng sản phẩm xong thì cái da của mình nó trắng bật tông như nào. Tuy nhiên thì đối với lại sản phẩm này thì mọi người nếu mà mình dùng liên tiếp trong vòng từ 2 lần cho đến 3 lần thì cái làn da của mình nó sẽ bật ít nhất là từ 3 đến 4 tông mọi người ạ. Và bây giờ thì chắc là mình sẽ thử luôn trên tay chị đi ha. Giống như đợt trước mà chị Trang có chia sẻ là chị
Trang có nói là chị em mà dưỡng trắng lâu ngày mà không hiểu tại sao nó không có trắng đó, thì cái body building này nè, okay, nó sẽ là một cái dạng treo cùng với những cái hạt cát nhỏ mịn làm da, khi mà bôi đều lên da nó sẽ dường như là loại bỏ tất cả những cái tế bào chết. Đúng rồi. Thì đối với lại cái body peeling thì mọi người có những bạn nào mà đã mua sản phẩm rồi thì mọi người sẽ thấy rằng là với cái body peeling này khi ngửi vào thì toàn là mùi thảo dược thôi. Đúng rồi đó chị. Ở đây thì có hạt chia này, có hạt cà phê này và có các cái hạt thảo dược, nên là sẽ loại bỏ đi cái lớp da sừng cũng như da chết của mình. Vì khi mà các bạn bôi kem á mà không có xài body peeling thì chắc chắn là cái làn da của mình nó vẫn bị mốc và nó vẫn bị bờ bờ lên. Và đặc biệt nữa là khi các bạn xài body peeling này á thì chắc chắn là ông xã sờ vào thì chỉ có quên sầu thôi. Rất là mịn màng chị ạ. À, đây mọi người nhìn nè, chắc là mọi sẽ làm thử một cái tay dưới này đi ha. Dạ. Yeah. Tại vì cái tay này là hôm vừa rồi là Trang đi như ở trên Đà Lạt ấy, đen ơi là đen, mặc dù là đã được cảnh báo rồi là nắng Đà Lạt ở trên Đà Lạt đẹp, rất là khủng khiếp, nhìn dịu nhẹ vậy thôi nhưng mà không hề dịu nhẹ. Đúng là khi mà mình ở trên đấy á, mình quay, mình chụp rồi mình chơi á thì mình thấy cái nắng rất là mát, tại vì nó có gió, nó không quá nắng như ở Hà Nội. Tuy nhiên thì nó lại rất là ăn. Mà lúc ở trên đấy thì Trang không hề thấy da của Trang sạm đâu. Yeah. Thế nhưng mà đến khi về thì ngày hôm nay là bắt đầu Trang nhìn lại, Trang giật mình lên là Trang thấy ôi, cái da của mình sạm quá trời sạm luôn. Đó. Khi mà tẩy tế bào chết thì mọi người, em thấy nó thấm dần luôn á chị. Mình cứ tắm nha. À, Duy lấy cho chị một cái chén nước qua đây để chị mix một ít nước vào. Mọi người biết sao không? Tại vì á khi mà mọi người ở trong nhà tắm thì mình sẽ giữ nguyên cái cơ thể của mình còn ướt sau khi mà mình xả nước với xà phòng xong, thì mình sẽ vẫn giữ nguyên cơ thể còn nguyên nước. Rồi. Để cho nó cùng chiều cho nó xinh. Đối với Trang thì cái gì cũng phải chỉn chu. Rồi, nếu như mà mọi người ở trong nhà tắm thì chắc chắn là trên cơ thể của mọi người đã có nước rồi. Đó, mọi người nhìn thấy nè. Đó. Rồi. Và mọi người cứ trà nhá, trà liên tiếp vào. Tại vì có rất là nhiều các cái bạn đã mua cái sản phẩm này rồi, trong thời gian trước Tết là mua, quá trời mua luôn. Mà khi đối với Lamoxy thì cũng có tờ giấy hướng dẫn sử dụng cho mọi người. Tuy nhiên thì có nhiều bạn trẻ cũng vẫn muốn là nói là chị Trang ơi, chị Trang phải review cho em và thực hiện thao tác cho em để em nhìn. Thế thì hôm nay là thể theo đúng yêu cầu của các bạn là Trang thực hiện luôn. Hồi nãy là chị Trang đưa cho em ngửi là em có ngửi thấy cái mùi thiên nhiên. Thật ra là em đã dùng qua sản phẩm này rồi, nhưng mà em đang muốn là cái xúc giác của mình đang ngửi được mùi gì là truyền tải đến tất cả. Đúng rồi. Mọi người đang xem ở đây là nó có một mùi hương thiên nhiên thoang thoảng rất là dễ chịu. Với Trang nè, Trang hay bị thâm, với lại nhiều chị em á hay bị thâm cái khuỷu tay này, hay bị thâm cái khuỷu tay này mà nhìn nó không có đẹp khi mà mình mặc áo hở. Thì mình nhớ trà cho nó kỹ và mình nhớ co cái khuỷu tay này lên để mà nó trà được hết vào các cái kẽ của cái làn da nhá. Và mình trà massage thật là nhiều. Những bạn nào mà giống như Trang ấy là hay bị đi tập thể dục ấy, là cái phần tay này của mình bị chai này, và cái mu bàn tay mà các chị em hay lái xe ô tô hoặc là lái xe Honda ấy, mà mình cái phần này của mình bị đen và bắt đầu có những dấu hiệu là đồi mồi hoặc nám, thì mình trà cho nó kỹ vào. Và nếu mà chị em nào ấy mà bị chai cái tay do mình làm việc gia đình ấy, mà mình bị chai tay nhiều quá, thì mình nhớ trà thật mạnh vào, trà kỹ vào, để cho cái tẩy tế bào chết này sẽ làm loại bỏ đi cái lớp chai và cái da tay của mình nó sẽ rất là mềm mịn. Và khi mà mềm mịn này rồi thì chắc chắn là mình cầm tay ông xã cũng rất là cảm xúc, đúng không? Đó. Ông xã yêu ngay. Đấy, sờ vào là mềm mịn. Yeah. Rồi, đây. Và với Trang thì Trang sẽ trà tẩy như này trong nhà tắm. Bình thường ấy là khi nào mà đi tiệc hoặc là cần phải lên hình hoặc là cần phải xinh tươi ngay lập tức và biến hình ngay lập tức ấy, thì Trang sẽ ở trong nhà tắm khoảng từ 15 đến 30 phút và bật nhạc chiêu chiêu một tí. Thiệt là biết hưởng. Biết hưởng. Hôm trước là cái thành phần
mà trong các sản phẩm của La Mercy á, là có rất là nhiều khách hỏi là thành phần chính là gì, thì hôm nay là CEO Trang sẽ giải đáp luôn cho mọi người. Đa phần là các nguyên liệu từ thiên nhiên, ví dụ như là niacinamide hay là quả mulberry hay là trái dâu hay là những cái thành phần giống như là cắm gạo hay là cà phê, cũng như là các cái thành phần arbutin để làm trắng nhanh và phục hồi da, và cũng có thêm một chút các cái thành phần hóa học giống như là retinol, giống như bây giờ các bạn đang rất thích xài retinol cho da mặt, thì với cái sản phẩm này cũng có một chút retinol 0,5 để cho cái làn da của mình được căng mọng và bóng. Đó, thì bây giờ Trang không có thời gian thì Trang lau bằng khăn ướt. Nhưng nếu như mà các bạn mà ở nhà thì mình nên xả qua bằng nước nhá. Rồi, khăn khô này chị. Chắc Duy phải cấp khăn cho chị ha. Đấy, nếu mà các bạn ở nhà thì mình nên xài khăn ướt. À nhầm, xả nước. Xả nước. Rồi, mềm mịn quá nè. Thích không? Thích không? Đó. Đó là cảm giác của em khi mà ở nhà mà em sử dụng body peeling. Trời ơi, xong là da mướt mát khủng khiếp. Đấy, đến khi mà mình dưỡng body mình xong, mình sờ mình còn thích, đúng mình không? Mình còn thích. Rồi, ở đây thì Trang thấy có rất nhiều các comment. Trời ơi, 40 mấy comment hồi nãy rồi, giờ chị em mê nói quá, không mải không nói mà không trả lời các chị em. Thôi dành 1-2 phút trả lời các chị em nha. Từ nãy đến giờ hai chị em mình đúng rồi, nãy giờ cứ lo nói. Nói liên thuyên hơi nhiều. Có bạn hỏi là dễ thương da của em dạo này xấu quá, dùng gì cho đẹp lên được đây ạ? Rồi, nếu như mà da của bạn mà bị xấu quá thì bạn nên xài các cái bộ sản phẩm của La Mercy, hoặc là mình phải nhớ dưỡng ẩm cho nó đủ, tại vì nếu mà làn da của bạn thiếu độ ẩm thì chắc chắn nó cũng bị khô và sạm, cũng như là xuất hiện nếp nhăn ngay. Rồi, ở đây có rất nhiều các bạn đã tham gia số để mini game nè. Có các bạn là số 13 nè, và cũng đã tag tên của ba bạn của mình 28 rồi. 28 nè. Các bạn ơi, các bạn phải nhớ là mình tham gia mini game để quà. Có quà là mình phải thực hiện đúng nha. Thứ nhất là like Bay La Mercy. Thứ hai á, là comment cái số mình yêu thích và tag ba người bạn của các bạn vào. Thứ ba là share cái livestream này ở chế độ public, ở trên cái fanpage của bạn, trên bay các bạn cũng được và trên các hội nhóm cũng được, nhưng mà phải để public nha thì mình mới được một món quà, là món quà này đây đó. Mọi người ơi, mọi người nhanh tay để tham gia mini game cho nó vui nào, để cho sau này Trang sẽ ra nhiều các cái phần quà hơn nữa để cho chúng ta cùng được sở hữu những cái sản phẩm La Mercy trên tay. Có bạn hỏi là nên peeling một tuần mấy lần trên một tuần vậy ạ? Nếu như peeling thì các bạn, nếu như những da nào mà đang bị da thô, dày và đen nhiều mà mình chưa bao giờ mình sử dụng peeling hay là những cái sản phẩm dưỡng da, thì mình nên sử dụng thời gian đầu là một tuần hai lần. Còn nếu như mà những bạn nào mà da sau này mà da của mình đã trắng mịn và đẹp rồi thì mình có thể giãn cách là một tuần một lần. Còn nếu như đối với những bạn nào mà ham trắng hơn nữa thì cứ nên xài một tuần hai lần. Tại vì đối với lại sản phẩm của La Mercy ở đây thì không, Trang nhắc lại là không có hóa chất, không có tẩy, và toàn bộ là bằng thảo dược. Kể cả các mẹ bầu chúng ta vẫn có thể sử dụng được nha mọi người. Nếu như mà mẹ bầu thì thường là cái phần cổ và phần mông hay là những vùng kín thì thường là sẽ bị sạm đi khi mà mình mang bầu. Các bạn vẫn có thể trà nhẹ một chút và tẩy tế bào chết, không có sao hết. Có một chị hỏi là bộ này dùng bao lâu thì trắng. Với câu hỏi rất là hấp dẫn. Câu hỏi này thì chắc là Yến thường xuyên phải trả lời inbox đến thuộc lòng luôn ạ. Nhưng mà CEO Trang hãy trả lời mọi người đi. Đây mọi người, đối với lại sản phẩm của La Mercy thì ngày hôm nay mọi người sẽ thấy rằng là khi mà sử dụng xong thì làn da của Trang hay là làn da của mình nó sẽ bật tông lên từ khoảng từ 1 đến 2 tông. Nhưng nếu như mà để mà dưỡng trắng sâu và bật đến 3-4 tông như kỳ vọng của mọi người, tại vì người Việt Nam mình ấy là thích là xài là phải trắng ngay, đúng, là phải đẹp ngay. Đấy là Trang đã quá thấu hiểu cái mong muốn của các chị em. Cho nên là đối với sản phẩm của La Mercy thì các bạn dùng từ 2 lần cho đến 3 lần thì các bạn sẽ thấy rằng cái độ trắng sâu thì trắng rất là sâu và bật tông từ 3 đến 4 lần nha mọi người. Mọi người đừng nhầm lẫn, có nhiều khách hàng hỏi là em ơi trắng nhanh như vậy thì có nguy hiểm không?
Vấn đề ở đây là chị đã nói là nó chấn sâu. Tại vì khi mà mọi người dùng sản phẩm là nó thẩm thấu rất là sâu. Đó là lý do tại sao da các bạn là trắng nhanh và là trắng thật. Chứ sản phẩm nguyên liệu đều là của thiên nhiên. Và chắc chắn là sản phẩm của La Mercy đều có giấy công bố mỹ phẩm là nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc nha mọi người. Nên là mọi người cứ yên tâm là sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Và khi mà nhắc đến an toàn thì mọi người cứ yên tâm, vì nếu như không an toàn thì Trang sẽ không dám vác mặt của Trang lên để mà live stream cũng như là chia sẻ với mọi người đâu. Và đối với lại các cái sản phẩm tắm trắng và các cái công nghệ của Lavender by Trang thì mọi người cũng đều biết rằng đối với lại tắm trắng và thương hiệu của Lavender by Trang, để mà sau 15 năm mà có chỗ đứng ở tại thị trường làm đẹp cũng như là được các chị tin tưởng như vậy, thì chắc chắn rằng Trang đã có một cái các chị luôn luôn được các chị ủng hộ trong suốt 7-8 năm và 10 năm qua rất là nhiều. Vì khách hàng thân thiết của Lavender by Trang thì đến nay đã lên đến cả triệu khách hàng thân thiết rồi. Nên là mọi người cứ yên tâm, nếu như sản phẩm của Trang mà không tốt thì chắc chắn sẽ không được khách hàng tín nhiệm đến 15 năm như vậy. Nên mọi người cứ yên tâm và dùng, chắc chắn đối với sản phẩm của Trang, càng dùng sẽ lại càng đẹp nha mọi người. Các sản phẩm khi được trưng bày tại Lavender by Trang thì đa phần khách hàng sử dụng xong dịch vụ Lavender đã inbox về fanpage hỏi là: chị mới ghé Lavender, chị thấy sản phẩm mới như thế này, em tư vấn cho chị. Tư vấn mới vài câu thôi là các chị đã lấy luôn một bộ tại vì quá tin tưởng rồi. Mà cái thích nữa là như này, rất thật sự khi mà Trang đưa La Mercy về Việt Nam, Trang không nghĩ được rằng là được các chị em ủng hộ và tin yêu như vậy. Thật sự đây là một cái niềm vui cực kỳ là vô bờ bến với Trang. Tại vì là có rất nhiều chị khi mà mua sản phẩm xong thì lại mua luôn tiếp một bộ nữa và tặng cho mẹ và tặng cho bạn. Thì cái này là cái Trang rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho La Mercy cũng như ủng hộ cho Trang. Đây có một số các bạn comment nè. Đâu đọc comment nào để lấy tinh thần để trả lời tiếp nào. Ngưỡng mộ quá Phạm Lý, ước gì mình cũng trắng đẹp như này. Yên tâm, nếu như mà các bạn sử dụng trọn bộ của La Mercy, chắc chắn chỉ sau một tuần thôi thì các bạn sẽ trắng hơn Trang. Mọi người nhìn thấy không? Bé Yến là đang xài La Mercy, và bên cạnh Trang là vừa mới đi Đà Lạt về, và Trang là gần như là ngồi bên cạnh Bạch Tuyết luôn. Cảm ơn La Mercy nha. Đây, tiếp theo, dùng cái lotion, dùng cái body peeling thích chết ạ, giảm cả mụn lưng. Yes, đúng. Tất cả những bạn nào mà bị mụn lưng thì xài ngay body peeling, và nếu như mà mình muốn tiết kiệm thì mình sẽ lựa chọn body lotion cũng được. Tại vì với cái body peeling thì sẽ làm sạch sâu cái lỗ chân lông và cũng như là giảm dầu nhờn và để cho kháng khuẩn đối với lại những cái vùng da mà bị mụn ở lưng. À, một câu hỏi dễ gặp nữa là mọi người hỏi các bước sử dụng những sản phẩm này như thế nào. Thì để mà chia sẻ quy trình đó, thì nó cũng khá dài, cho nên là Yến xin phép được nói ngắn gọn hơn. Đầu tiên là mình sử dụng body peeling để lấy hết tất cả những cái tế bào chết của mình ra. Sau đó là dùng body in shower, sau đó là body solution và body lotion. Thì mọi người có thể là mua chọn bộ 4 sản phẩm hoặc là mua rời những sản phẩm. Nhưng mà để đạt được hiệu quả tốt nhất thì CEO Trang và Yến là nghĩ là mọi người nên mua chọn bộ 4 sản phẩm luôn. Nhưng có một điều này nữa, đó là sắp tới là ngày 8 tháng 3, hiện tại La Mercy có một cái khuyến mãi cực khủng, cực hấp dẫn cho các nàng. Đó là cứ mua 4 sản phẩm bất kỳ, kể cả là trong bộ body hoặc là bộ face của La Mercy, các nàng đều được tặng một trong hai sản phẩm. Đó là sữa, Duy lấy cho chị bộ face cũng được. Lấy cái sữa rửa mặt đó nha Duy. Một là cái này, Hydro Flute. Cái này trị giá khá là cao, đó là 1.780.000. Còn nữa là các nàng sẽ được tặng thêm một sản phẩm nếu như mua theo cái khuyến mãi trên, đó là sữa rửa mặt La Mercy. Mọi người ạ, Trang chú thích thêm là nếu như mà các bạn nào mà muốn mua trọn bộ, mà muốn bật tông cho làn da body của mình, thì mình có thể mua nguyên trọn bộ của dưỡng thể body như 4 sản phẩm dưới đây. Còn nếu như mà bạn nào mà muốn vừa thử sản phẩm của body và vừa thử sản phẩm của mặt thì mình có thể nhấc 2 sản phẩm ra thôi cũng được, và sau đấy mình lấy thêm 2 sản phẩm của mặt nữa, là sản phẩm kem trắng ngày mặt và kem trắng đêm của La Mercy. Đây cũng là cái sản phẩm bật tông nhanh,
bảo bối cho những bạn nào mà da mà đang bị kém sắc thì mình sẽ dùng hai cái sản phẩm này, là cái sản phẩm trắng mặt cũng rất là đẹp. Và nếu như mà mình đã mua 4 sản phẩm rồi thì mình sẽ được tặng ngay hai sản phẩm là sữa rửa mặt và Hydro Fruit. Với sữa rửa mặt này thì mọi người yên tâm, với sữa rửa mặt kèm tẩy trang và tạo bọt rất là thích, và không những là rửa mặt và sẽ làm cấp ẩm cho bạn, không có bị rít, không có bị quá khô giống như các cái sữa rửa mặt thông thường, thì chỉ cần mua 4 sản phẩm thôi là mình đã được sở hữu thêm 2 sản phẩm nữa, là tổng là 6 sản phẩm. Và chương trình này là chương trình của ngày 8 tháng 3 nên là kéo dài bao nhiêu ngày nhở Yến nhở? Từ đây cho tới 8 tháng 3. Nhưng mà tại vì hôm nay là mùng 5 tháng 3 rồi chia sẻ, nên là có thể là bộ phận admin sẽ thông báo lại trên bay là chính xác là mình sẽ dừng cái chương trình này tới ngày mấy, có thể là sau 8 tháng 3 một hai ngày gì đó. Thế thì mọi người hãy liên tục cập nhật và theo dõi ở trên page La Mercy để mình nhanh tay cũng như là mình được sở hữu cái sản phẩm thần thánh này nhá. Và bây giờ mình trả lời các bạn một chút xíu thôi, xong rồi mình lại vào tiếp tục vào cái nhiệm vụ chính ngày hôm nay, là mình review cái sản phẩm, 4 cái sản phẩm thần thánh cho làn da nữ thần này. Mọi người ơi, Yến đang thấy là mọi người đang comment số và tag bạn bè vào rồi, nhưng mà mọi người hãy cứ tiếp tục đi mọi người, thả số vào đi. Đây, nhanh may nào xem là hôm nay bạn nào được may mắn nè. Có rất nhiều bạn hỏi là da nhạy cảm có dùng được không Trần Tiên, da nhạy cảm có dùng được Thu Linh này không? Chắc chắn là dùng được, như Trang vừa nói là kể cả mẹ bầu cũng có thể sử dụng được sản phẩm của La Mercy. Tại vì là với sản phẩm của La Mercy này thì Trang đã nghiên cứu rất là kỹ đối với lại làn da của người châu Á. Chính vì thế cho nên là Trang đã nhập bộ sản phẩm này để phục vụ cho tất cả các chị em của Việt Nam mình, kể cả da nhạy cảm cũng có thể sử dụng được hết nhé. Hi hi, mong chúng giải quá. Đúng rồi các bạn, mong chúng giải thì nhanh chóng thả tim cũng như là like page và thả số may mắn của mình vào đây nào. Khoảng 10 phút nữa thôi thì Trang sẽ bốc thăm trúng thưởng xem là bạn nào may mắn, con số của bạn nào may mắn. Rất nhiều bạn Lưu Thu Hoài, cái kem ngày đêm em dùng thử thích phết ạ, nhưng kem đêm thích hơn, bôi lên bóng mướt lắm. Cảm ơn bạn. Kem đêm của La Mercy, đây là sản phẩm kem đêm này, bôi lên cực kỳ là bóng mướt. Khi mà mình bôi xong, sáng hôm sau mình dậy mình rửa mặt thì mình cảm giác như là như một cái làn da em bé và như một làn da mới luôn đấy mọi người. Tiếp theo đây là mình sẽ test tin thử sản phẩm gì cho ok nào? Bây giờ mình sẽ đi đến sản phẩm thứ hai của bộ sản phẩm này là Body Solution, là giải pháp cho làn da. Rồi, nhầm đó, đây nè. Rồi, tại vì nếu như mà dùng đúng thì mình sẽ phải là Body Peeling, sau khi đấy là Body In Shower, và sau đó là đến Body Solution. Nhưng mà nếu như mà dùng trọn bộ cái sản phẩm này thì Trang nghĩ rằng là live stream sẽ phải kéo dài đến khoảng tầm 30 phút nữa, cho nên là sẽ rất là mất thời gian. Và Trang sẽ đi tắt công đoạn luôn, vì sẽ dùng đến Body Peeling và Body Solution để cho mọi người thấy rằng là kể cả Trang dùng tắt công đoạn mà làn da của Trang nó đã có thể bật tông được rồi. Nhưng mà Yến ơi, chị thấy là cái tay của chị ấy, khi mà chị nhìn trên máy ấy, chị thấy là cái cơ thể của chị nó bị đang đen hơn em rất là nhiều, vì em xài cả năm nay rồi sản phẩm nên là da của em trắng quá. Dạ. Cảm ơn chị. Da của chị vừa mới đi biển về. Thôi chị đừng lo. Đà Lạt về, chị không lo. Thể nào địch lại được với em. Em hỗ trợ chị bôi cả cái cánh tay này đi. Chị đừng lo mà, chị cứ về 1-2 tuần sau là da chị không, lại chị... còn nhiều khi còn hơn cả em á. Không được, chị phải tức tốc ngay, chứ còn để làn da những này thì nhỡ may ai mà nhìn thấy Trang ngoài đời để bảo ủa sao bà chủ gì mà đen thế. Bước không chị? Em thấy là thoa giày lên giúp chị đi nhá. Dạ. Thoa giày lên giúp chị. Đấy, có trợ lý. Vừa apply lên là cái mùi hương thoang thoảng nó lại làm mình gợi nhớ mỗi ngày nữa. Lại về muốn là xong livestream này em lại về yêu thương bản thân mình quá. Em không được trắng hơn nữa. Em mà trắng hơn nữa chị sẽ không chơi với em nữa. Vì nếu như mà em trắng hơn nữa thì em lại trắng hơn chị, em đẹp hơn chị là không được. Không sao, em sẽ thay mặt chị livestream xong tư vấn tới các chị em chơi vậy thôi. Chứ đã là trưởng phòng kinh doanh của La Mercy thì chắc chắn là phải đẹp thì mọi người mới tin đúng không?
Và Trang cũng rất tự tin với sản phẩm của mình. Nhìn đen vậy thôi chứ sau hôm nay về là mọi người đến buổi livestream sau là lại cũng không nhận ra làn da của Trang đâu. Giờ tại vì là hai cái tay của chị là khác màu, khác nên nhau là sẽ đó. Mọi người sẽ thấy rằng là Trang sẽ bật tông rất là nhanh. Chỉ cần sau một đêm thôi là Trang đã biến hóa làn da của mình rồi. Vì đối với lại Trang thì Trang không bao giờ cho phép là mình được xấu. Kể cả mình ở nhà mình cũng phải dáng. Đấy, em đồng ý với câu này của chị Trang. Rất rất đồng ý nha. Kể cả ở nhà mình cũng phải đẹp và không được khép. Phụ nữ mình là đẹp là một đặc quyền. Tại vì nếu như mà mình ở nhà mà mình có xinh, mình có khóc cũng xinh đúng không? Đúng rồi chị. Ông không xã được phép xấu, không được phép xấu. Khi mà khóc ông xã cũng dễ mùi lòng. Đây và khi thoa body solution lên làn da, đây là cái sản phẩm mà để chỉnh tông màu cũng như là hiệu chỉnh làn da của mình. Thì mọi người nhìn thấy nè, đó hai luôn. Cái cánh tay của Trang là đã cực kỳ là rõ rệt rồi. Đấy, đấy, chị đúng để rồi, cho làn da của chị nó xuống cấp tệ hại như này, chị sâu lên mọi người biết thấy là rõ được. Chị có kế hoạch rồi đúng không? Không, tại vì hôm qua nhìn thấy làn da của mình đi Đà Lạt về xuống cấp quá. Đó, mọi người thấy không? Làn da của Trang nè, trời ơi, nè. Nhìn trên quá điện thoại là cái màu của mình nó đã sáng rồi. Nhưng mà khi mà chị dùng xong á, cho hai cái tay là cũng đã thấy sự rõ rệt ơi. Thấy sự rõ rệt đó chị. Chị nhìn thấy không? Bôi body solution này ở trên da thì mình sẽ để khoảng chừng 5 đến 10 phút và mình massage dịu nhẹ. Đó, mình cứ massage nhiều vào. Và Trang cũng đang rất là ham trắng. Nhìn thích lắm luôn á chị. Nói chung là chị phải quyết tâm chị trắng lại thôi, chứ không thể để làn da mà ngồi bên cạnh trưởng phòng kinh doanh mà lại làn da nó lại lệch tông như này được cả. Anh đang xem giùm em. Hình như trắng hơn em cúp này rồi đúng không? Đương nhiên là phải trắng hơn rồi. Trời ơi, mọi người ơi, mọi người nhanh tay thả số trời may mắn của mình quá, ở trong comment đi. Khoảng tầm 5 phút nữa là Trang sẽ kết thúc livestream và Trang sẽ công bố số may mắn. Nhanh nha. Cơ hội để sở hữu nước thần chỉ còn có 5 phút nha mọi người. Trời, bình thường thì Trang sẽ thoa miết đều như này và Trang sẽ ủ trong vòng từ 5 đến 10 phút. Nếu như những bạn nào mà làn da của mình thô dày và mình ham trắng, mình muốn trắng nhiều hơn nữa thì mình nên ủ trong vòng khoảng 15 phút. Vì đối với lại body solution này thì hiệu chỉnh làn da rất là cấp tốc. Nên là mọi người để lâu lâu một chút cũng ok. Như hồi nãy là cũng đã nói là đáng lẽ là phải dùng body in shower rồi mới tới solution. Nhưng mà nếu mọi người không dùng in shower mà mọi người muốn cắt ngắn cái giai đoạn của nó thì mọi người có thể dùng solution và nó vẫn mang lại cái hiệu quả tắm trắng. Nên là không sạch. Gần như là có thêm body shoring. Rồi. Với Trang thì không có nhiều thời gian nên là đấy. Bắt đầu chị thấy cái da của mình đã bắt đầu ửng lên rồi đây nè. Mà trắng hồng nha chị, không phải là trắng tái nha. Ửng lên rồi, nhưng là bây giờ muốn ham để lâu quá. Thôi để mình tí rồi, thế thì trong nhỉ? Tranh thủ thời gian này mình vào mình trả lời các bạn đi. Các bạn dễ thương quá, các bạn thả comment rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Mua trên livestream này có được khuyến mại gì không chị ơi? Có, nếu như mà các bạn tham gia mua ngay trên livestream này thì các bạn sẽ được off đến 5% nhá. Nếu mà phải đăng ký sớm. Tại vì tham gia trong cái livestream này. Ủ trắng bao lâu thì được? À, đó, mình vừa trả lời đó, ủ trắng trong vòng khoảng 10 đến 15 phút nếu như mà những bạn nào da sạm đen và muốn trắng nhiều hơn thì nên để thời gian càng lâu càng tốt. Rồi, mọi người ơi, hãy tiếp tục comment số đi. Tại vì chỉ trong 1-2 phút nữa thôi là chị Trang sẽ tiến hành bốc thăm và đưa ra kết quả ai sẽ là người chiến thắng của mini game hôm nay. Đấy, có số, có bạn này, bạn ấy rất là phong thủy. Bạn ấy để số 79. Bạn Hằng Nguyễn Thị, đấy, 79. Đấy, số 15, lần này lớn luôn. 79, 15, 27. Trời ơi, không biết lát nữa tay của mình có thơm đến cái nỗi mà bốc được số cho các bạn không nè. Đặt cả bộ 4 sản phẩm có được free ship không chị ơi? Có. Đối với lại sản phẩm thì chỉ cần các bạn mua trên 2 sản phẩm là các bạn đã được free ship rồi. Em bị viêm năng nông. Có sử dụng sản phẩm này được không chị? Viêm năng nông sử dụng sản phẩm này là còn hiệu quả luôn và sẽ cải thiện giảm viêm năng nông đến 50% nha.
Tại vì khi viêm năng lông là một phần là do cái nội tiết và một phần là do cái lỗ chân lông của mình bị tắc nghẽn và cũng chưa được làm sạch sâu khi mà mỗi lần mình tắm. Nên là với cái sản phẩm này thì sẽ giải quyết cho các bạn 50% ở viêm năng lông. Mai Lan Hoàng, dùng bộ này xong có phải kiêng nắng không em? Chị ơi, nếu như mà với bộ sản phẩm này thì các chị không cần phải kiêng nắng quá nhiều. Tuy nhiên thì mình cũng nên hạn chế đi ra ngoài nắng với những cái thời tiết mà nó quá gay gắt. Ví dụ như là tầm 11 giờ cho đến tầm 3 giờ chiều là cái ánh nắng chói chang nhất. Nên là các chị khi đi ra ngoài trời nắng thời tiết này thì cũng nên mặc áo dài tay hoặc là che dù để mà tránh cái ánh nắng nó tác động trực tiếp lên làn da. Vì nếu như mà chị để ánh nắng tác động trực tiếp lên làn da của mình thì mình sẽ bị nám, bị nhăn và bị sạm, cũng như là mình sẽ bị cái phần chữ V này này ở cổ thì nó sẽ không có đẹp. Rồi, bây giờ là chắc tới phần mình phải bốc thăm rồi để ra ai là người chiến thắng mini game ngày hôm nay nha. Hồi hộp quá ha. Từ từ đã, cho chị thoa nốt cái sản phẩm body lotion. Lotion phải đây. Kết thúc cái phần dưỡng tay này cho nó xong đi, rồi mình dọn cái bàn đi cho nó xinh tươi ha. Đây là body lotion bảo dọn bối của tất cả chị em chúng ta, bảo bối của Yến trong vòng hơn 1 năm qua và cũng là bảo bối của chị Trang. Đi đâu cũng phải có em này. Tại vì sao? Tại vì á, khi mà chị em mình đi tiệc hay là đi sự kiện mà không kịp làm trắng da từ bên trong thì body lotion nó giống như là một lớp body makeup cho cái làn da của mình trở nên trắng, sáng, rạng rỡ và đặc biệt là không bị bết chín kem. Nàng nào mà thích màu đen mà đi tiệc mặc đầm đen cho quyến rũ sang trọng là không sợ phải bị dính vào đầm luôn. Mọi người biết không, ngày trước á, các chị em thì cũng có nhiều chị em mà sử dụng những cái kem mà nó có cái độ bết dính cũng như là độ ẩm quá cao, nó bị chỉnh á. Thì mình sử dụng những cái túi hàng hiệu, mình dễ bị bám dính, cũng như là ngồi trên ô tô thì sẽ bị bết dính vào cái ghế của ô tô, mình rất là khó lau chùi. Thì đối với lại cái body lotion của La Mercy thì những chị nào mà ham trắng hoặc là những chị nào mà da đã trắng sẵn rồi thì mình có thể mua riêng cái body lotion này. Tại vì với body lotion thì mình sẽ phải xài hàng ngày nha mọi người. Vì đối với lại body lotion thì sẽ là có dinh dưỡng và bổ sung thường xuyên với cái làn da của mình, cũng như là có cái hàm lượng chống nắng để bảo vệ cho cái làn da của mình khi ra ngoài nắng. Ít nhất là mình sẽ có một lớp màng của kem để che chắn và bảo vệ cho làn da của mình để nó không bị sạm đen quá mức, cũng như là làm bật tông cho làn da của mình. Đối với lại những chị nào mà thích mặc đồ đen này, mình thích là mình mặc đồ đen nhưng mình vẫn phải đẹp và quý phái quyền lực thì bắt buộc là làn da của mình phải đẹp, phải trắng, mình mặc đồ đen mới đẹp. Còn nếu như những chị nào mà da mà đã ngăm đen rồi thì mình mặc đồ đen nó sẽ bị xỉn. Còn nếu như những bạn nào mà thích mặc những đồ sắc tươi hồng giống như màu vàng, màu chó trang như màu hồng hoặc màu đỏ thì lại càng cần phải có làn da trắng. Nên là mình sẽ cần phải sử dụng body lotion hàng ngày luôn mọi người. Nếu như những chị nào mà da quá đen mà mình muốn bật tông nhanh thì mình nên sử dụng sáng và tối ngày 2 lần. Còn nếu như những chị nào mà đã happy với làn da của mình rồi, chỉ muốn cho nó tỏa sáng hơn thì mình sẽ nên dùng body lotion thôi. Và bây giờ cứ coi như là Trang vừa rồi là Trang đã finish được 3 bước nhưng thực tế là mới chỉ 2 bước thôi. Và bây giờ mình sẽ bôi luôn cái body lotion lên làn da tay của mình. Bây giờ mọi người đã nhìn thấy rằng là tay của Trang và của Yến chưa cần đến bôi lotion. Đó là mọi người đã thấy rồi đúng không? Và vừa rồi là Trang đã lau sạch cái tay của Trang đi rồi. Và bây giờ cái tay của Trang là nó đã bật tông lên khoảng 1 tông so với lại cái tay mà Trang chưa có xài. Đó, người thật việc thật nha. Gần bằng em Yến rồi. Nào, bây giờ giờ test thử đi chị. Bây giờ bôi luôn cho chị cái tay này đi nè. Dạ. Nhiều quá. Em bôi. À em ơi, lãng phí kem. Nhìn thấy chị trắng lên em. Ham hả? Ham. Có tí gato đúng không? Gato. Rồi. Trong thành phần của body lotion là nó cũng có cái bơ hạt mỡ chị. Làm đúng cho rồi. Cái da mình nó nhìn nó bóng. Nó mờn mà nó bóng. Dạ. Mà nó thơm mịn. Đã quá. Có nghe mùi hoa ỏi hương thơm thoảng không? Mùi cam nữa. Đó, mọi người nhìn thấy không? Đặc biệt là với kem La Mercy này các chị yên tâm, không hề bết dính, bôi vào trong vòng đúng 1 phút thẩm thấu ngay. Đúng rồi chị. Đấy. Nhìn mê chưa? Đó. Để em tha bên trong cắm tay này. Đủ rồi, nhiều lắm rồi.
một lượng ít xíu thôi mà. Thôi em... tiết kiệm kem đi để chị còn sử dụng, lát nữa dạ. Chị bôi khắp người nữa và chị còn phải tắm. Rồi, sản phẩm mắc tiền là phải tiết kiệm đấy chứ. Dạ. Rồi, chị xem nào. Trắng hẳn. Rồi, mọi người đã nhìn thấy chưa nè? Đó, ten ten. Ten men. Trắng hơn hay sao ấy? Trắng chị? Hơn em rồi. Yeah yeah. Thấy em là vừa là đúng rồi. Tại đây vì em biết là chắc chắn là sẽ trắng hơn. Đây chị tha cho nè. Dạ. Đó, em tại vì em chị, biết chị là chị em bôi lên sẽ trắng hơn em ngay. Mọi người ơi, mọi người về nhà xài, Trang cũng hướng dẫn cho mọi người luôn là mình miết nhá. Mình miết rất là đều. Còn nếu như những bạn nào mà thích trắng và trắng sâu nữa thì mình có thể khi mà mình miết xong thì mình vỗ khoảng tầm một vài giây để cho nó thẩm thấu hết vào cái tế bào đáy của làn da của mình. Đấy. Đó. Đối với những các bạn mà đã sinh rồi, đã trắng rồi lại muốn trắng hơn, đúng là lòng tham của phụ nữ mình vô đáy ha mọi người. Tham gì chứ tham đẹp là cứ tham thôi ạ. À. Đúng rồi mọi người, tội gì chị em mình là phải siêng làm đẹp. Tại vì phụ nữ đẹp là một đặc quyền. Với Trang thì mọi người nên chăm sóc da. Trời ơi, đây mọi người nhìn thấy chưa nè. Cái tay này của Trang là tay vừa mới đi Đà Lạt về và cực kỳ đen. Và cạnh tay em Yến, đó, ba tay cực kỳ trắng, mọi người có thể so sánh ngay nha. Yeah. Trời ơi, mà trắng là trắng sâu luôn đấy mọi người. Đấy, cái tay này chưa hề xài và vừa mới bị cháy nắng về là bị sạm đen như này. Và chắc chắn rằng là với một cái làn da mà trắng tỏa sáng như này thì các bạn mặc đồ gì, bất kể màu gì cũng sẽ rất là đẹp. Chị ơi, lên hình nhìn. Ôi, xem nào. Dễ sợ luôn á chị. Thấy đấy, rõ rệt luôn. Trời ơi, rõ rệt luôn tay nè. Của chị nè. Đúng rồi. Tay vừa rồi bôi vào tay của em là bữa giờ là siêng dùng hơn chị nè. Tại vì ở công ty mình là cái ánh nắng mặt trời á, giờ này là buổi trưa cho nên là cái ánh nắng mặt trời nó hơi rọi hơi mạnh nên là mọi người không nhìn thấy, chứ còn Trang ngồi ngoài đây là Trang nhìn rõ luôn á. Một phần là đúng rồi, ánh sáng ở trên điện thoại nữa. Đúng rồi, ánh sáng trên điện thoại. Nhưng là mà em nghĩ là mọi người nhìn như thế này là mọi người cũng đã thấy được cái sự khác biệt trời của nó rồi. Vô cùng trắng luôn mọi người. Nếu như mà mọi người sở hữu cái bộ La Mercy trắng da này thì chắc chắn là da của các bạn sẽ không có đối thủ luôn. Ông xã sẽ nhìn vào bảo ủa sao dạo này càng ngày càng đẹp. Ông xã không dám la luôn. Tại vì vợ đẹp mà. Vợ đẹp là phải muốn vợ đẹp hơn. Vợ đẹp là sẽ là được cưng chiều nè. Rồi bây giờ đến thời khắc top team nóng hổi nhất là thời khắc mong chờ, thời khắc công bố giải thưởng mini game. Nào các bạn nhanh tay nha, chỉ trong vòng 1 phút nữa thôi là sẽ kết thúc mini game này. Bạn nào chưa thả số là sẽ không còn cơ hội nè. Mọi người ơi, nhớ like bay La Mercy. Tag tên 3 người bạn, comment số của bạn thích từ 0 đến 99 và hãy share livestream này trên bay cá nhân của các bạn hoặc là hội nhóm nào mà phải để ở chế độ public nha. Ở phần quà là thông báo một lần nữa, đó là hai best seller La Mercy sữa rửa mặt và La Mercy Hydro. Đó. Nè, với cái sản phẩm của La Mercy này thì Angela Phương Trinh và cô em Trendy Khánh Linh cũng như là Á hậu Tú Anh đã xài cả năm nay rồi. Nên là mọi người yên tâm rằng các đại sứ cũng như là các ngôi sao mà đã tin tưởng sản phẩm này thì chắc chắn là sản phẩm cực kỳ là tốt. Và Trang đã vừa review và trải nghiệm thực tế sản phẩm này trên da của mình. Nên là mọi người hoàn toàn yên tâm nha. Và bây giờ chúng ta sẽ công bố mini game này thôi nè. Ten ten. Trên tay Trang là một hộp có rất nhiều giải thưởng ở trong này. Đó. Và bây giờ mình sẽ bốc thăm thôi. Đấy, chị để đây. Admin ở ngoài theo dõi giúp nha. Khi số nào mà Trang bốc á là sẽ kiểm tra xem là số đấy có đúng thể lệ hay không và số đấy là có ở trong comment hay không nha. Nào. Số 84. 84 số có 84. Ai không admin? Không có ai hả? Số 84 không có ai. Tiếp theo. Kiến check luôn xem là có ai nè. Số 14 đang... Số 14 không có luôn hả? Trời ơi chết rồi. Cố lên chị ơi. Hôm nay bốc mỏi tay rồi. Tại vì mọi người thả số vào hơi ít nè. Mọi người chỉ chăm chăm hỏi thôi. Mọi người quên mất thả số. Chắc là số 25.
số 25. Số 25 có không? Không có đúng không? Yeah, số 79. Có một bạn có một bạn có số 79. Hồi nãy là em với chị vừa khen là số đẹp. Admin check giúp xem là số 79 là ai. Chắc chắn là bạn đó là bạn đúng rồi. Thông minh khi chọn thần tài lớn. Thần tài lớn. Yeah. Một bạn số 79 nha. Có. Admin ơi. Có rồi đúng không? À, 79 là bạn Nguyễn Thị Hằng. Yeah, chúc mừng bạn Nguyễn Thị Hằng nha. Bạn Nguyễn Thị Hằng đã comment số 79 cùng với tag thêm 3 người bạn nữa. Nhờ admin vào xem bạn Nguyễn Thị Hằng có hợp lý luôn đúng không? Bạn Nguyễn Thị Hằng và kiểm tra xem là Facebook bạn Nguyễn Thị Hằng đã like, share chưa? Đủ điều kiện chưa? Và sản phẩm Hydro này sẽ nhanh chóng gửi đến cho các bạn ngay trong ngày hôm nay ạ. Dạ, sản phẩm số 19. Ờ, thêm số 19. 19 có ai không? Không có ai. 19 mình nhớ mãi số 19 là Lavender Bay Trang ở Hà Nội là số 19 Điện Biên Phủ nha mọi người. Hồi nãy biết em cũng cảm ơn. Đây, số 28. 28 có. 28 có ai không? Yeah, có số 28. Yến Nhi. Yến Chi. Yến Chi. Bạn Yến Chi. Chúc mừng bạn Yến Chi. Yeah. Mời admin kiểm tra bạn Yến Chi có hợp lý không ạ? Rồi, admin đã confirm là bạn Yến Chi hợp lý nha. Chúc mừng bạn đã được chúc nhận mừng một Yến phần Chi. Quà. Tiếp theo, số 57. 57. Có số 57 không nè? Không có số. Trời ơi. Bóc ngoài tay rồi. Số 64. 64. 64 không có. Không có. Còn một bạn nữa thôi phải không? Đúng là... rồi. Một bạn cuối cùng không biết ai sẽ là người may mắn. Số 42. 42. 42. Không có. Không có luôn hả? Ừ, số cuối cùng rồi. Số 21. 21. Yeah. 21. Chúc mừng rồi, chúc mừng số 21. Nguyễn Thị Ngọc Huyền, chúc mừng bạn Nguyễn Thị Ngọc Huyền nha. Chúc mừng bạn. Vậy là chúng ta đã có 3 bạn nhanh tay tham gia mini game này và đó là bạn Nguyễn Thị Ngọc Huyền và bạn Khánh Chi, Yến Chi và bạn Nguyễn Thị Hằng. Chúc mừng 3 bạn nha. Còn những bạn nào mà chúng ta đã thả số rồi, chúng ta đã tham gia rồi mà chúng ta không có cơ hội may mắn ngày hôm nay thì xin hẹn các bạn trong livestream buổi sau. Chắc chắn rằng sẽ còn rất nhiều những phần quà hấp dẫn khác cũng như các cái sản phẩm mới của La Mercy đang trên đường về với các bạn, sẽ đến tay các bạn trong các livestream tới. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream này của CEO Trang và Yến trưởng phòng kinh doanh. Rất là cảm ơn mọi người. Và bây giờ chắc là cũng hết giờ nghỉ trưa của mọi người rồi. Hẹn mọi người ở livestream tiếp theo và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ La Mercy nhé. Cảm ơn mọi người và mong mọi người sẽ đón nhận sản phẩm La Mercy cũng như là thường xuyên gửi các cái review và feedback sớm cho pet La Mercy để công ty La Mercy sẽ thường xuyên giải đáp cũng như là sẽ có những cái sản phẩm mới về sắp tới nữa để gia tăng cái hiệu quả để đáp ứng cho các chị em có một làn da như ý. Để làn da của chị em của chúng ta ai cũng như làn da của nữ thần. Cảm ơn mọi người và hẹn mọi người trong livestream.